những được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân với mục tiêu là vì sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh, gồm 3 vấn đề chủ yếu sau. 1. Là nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì cần tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo ra môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho xã hội. Nếu là đại biểu, tôi sẽ tích cực tham gia thực hiện các chức năng là ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để cụ thể hóa các quy định pháp luật, ban hành các chính sách đặc thù của địa phương, đảm bảo tính kịp thời, khoa học, công khai, minh bạch, khả thi, chú trọng đến các nghị quyết liên quan đến điều kiện, thủ tục, cơ chế chính sách để hỗ trợ khai thông các nguồn lực cho phát triển, nhất là tập trung triển khai 4 đột phá chiến lược của tỉnh, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh nhà trong cái nhiệm kỳ sắp tới và trong thời gian lâu dài hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trong thực tế, gắn với việc thực thi công vụ của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đưa chủ trương, định hướng, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, đem lại kết quả cụ thể. Thứ hai là quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Tôi sẽ tích cực đề xuất với Hội đồng Nhân dân rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nhằm tăng cường năng lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên của hệ thống trường công, nhằm đáp ứng được yêu cầu mở rộng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và dạy nghề. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển giáo dục đại học, dạy nghề trình độ cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế công lập, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Tôi cũng sẽ đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững tại địa phương, nâng cao chất lượng xây dựng đô thị ở thành phố Tây Ninh, các huyện, thị xã đảm bảo mục tiêu đề ra, từ đó nâng cao mức sống, mức hưởng thụ và chất lượng cuộc sống cho người dân. Thứ ba là thực hiện nghiêm túc vai trò của đại diện cử tri địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử trở thành đại biểu, thì tôi sẽ trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri. Để thực hiện tốt trọng trách của mình, tôi xin hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đầy đủ. Thông qua đó, để kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, lấy đó là nguồn tư liệu thực tiễn quý báu để tham gia xem xét quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đồng thời cũng sẽ chuyển tải, giám sát việc giải quyết và trả lời đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến các cơ quan chính quyền địa phương. Kính thưa các cô bác anh chị cử tri, tôi vừa trình bày 3 vấn đề trọng tâm trong chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô bác anh chị cử tri và được sự tín nhiệm bầu cử của cử tri tỉnh nhà để tôi có điều kiện thực hiện tốt hơn những quyết tâm của mình, cùng với nhân dân và toàn hệ thống chính trị thực hiện khát vọng đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.